tenafus ala taahul. Đó là một ưu thế rất lớn mà Jordan và Việt Nam đã tạo ra trước hai đối thủ còn lại ở bảng đấu này là Afghanistan và Campuchia. Những thông điệp đến với các học trò của mình. Đường chuyền sai của cầu thủ Việt Nam, cơ hội cho Jordan. Dứt điểm. Văn Lâm đã chơi xuất sắc ở tình huống vừa rồi. Trong tổng số 5 trận đã qua, chỉ có một trận duy nhất họ không ghi được bàn thắng. Quang Hải, Xuân Trường, Lưu Xuân Trường, đưa bóng vào, dứt điểm. Tỷ số được mở cho cầu thủ Việt Nam, đó là Anh Đức. Diễn ra thì rất nhiều người đã dự đoán về sức mạnh của Jordan, nhưng đây là câu trả lời của đội tuyển Việt Nam. Trong một trận đấu mà chúng ta không có quá nhiều sức ép và chúng ta chơi với sự thoải mái. Và tất cả những gì ấn tượng nhất được thể hiện qua tình huống này. Một pha lên bóng bài bản, xuống biên và sau đó là Anh Đức. Một sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Anh Đức có thể chạm bóng không tốt ngoài vòng cấm địa, nhưng ở khu vực 16-50 đó là sở trường của anh. Câu lạc bộ Johor của Malaysia. Và mở bóng tốt của Quế Ngọc Hải. Công Phượng, cơ hội dành cho Công Phượng. May mắn đã không đứng về phía Công Phượng ở trong tình huống không quá 10 mét. Đó là một cự ly có thể coi là hoàn hảo cho việc tổ chức phòng ngự. Cú sút xa của Sami rất nguy hiểm. Việc chúng ta bố trí mà phòng ngự chặt chẽ, nó khiến cho Jordan sẽ phải lựa chọn. Thì Hồ Khắc Ngọc được đánh giá là không tốt bằng so với Xuân Trường, nhưng có lẽ là Xuân Trường đã thấm mệt. Bóng đã được phá ra ngoài. Những nỗ lực liên tiếp của đội chủ nhà. Tuấn Mạnh đã chơi rất tốt ở tình huống vừa rồi. Một pha bóng gây bất ngờ của cầu thủ Phương Ngọc là cầu thủ có thể coi là ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam cho lúc này, với một bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Đội bạn đã cho thấy sự can lướt rất tốt. Sút xa, tỷ số đã san hòa 1-1. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân xuất sắc của cầu thủ bên phía Jordan. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm xuất sắc. Không có cơ hội cản phá dành cho thủ thành Tuấn Mạnh. Bởi chúng ta cũng đã chắc suất đi tiếp và chiến thắng sẽ giúp chúng ta có lợi thế lớn hơn. Rất nhịp nhàng. Tiếp tục là các thủ Jordan và lần này lại là số 7 Abu Amara. Tuấn Mạnh đang chơi xuất sắc sau khi vào sân để chỗ cho Văn Lâm. Than gì? Tiếp tục là quả tạt từ Than gì đánh đâu? Phản xạ xuất thần của Tuấn Mạnh. Đã có nhất 3 tình huống cứu thua được Tuấn Mạnh thực hiện. Than gì? Thêm cơ hội cho đội chủ nhà. Cú dứt điểm. Đó là pha xâm nhập và kết thúc của hậu vệ cánh phải Mahdad.